Bơi gì mà dữ vậy, mỹ nhân ngư hay gì mà dữ vậy? Em xong chưa? Con đợi em xíu. Lẹ đi. Hôm nay đi ăn bánh tráng trộn nha. Bánh tráng trộn với lại phô mai que. Thôi thôi để em nấu cho. Thôi chị đi về nha. Tin em đi, để em nấu cho. Ra ngoài đó. Ngoài đó, ra đó. Không, em nấu mới không tin á. Xin mời. Chị, em nói là ăn đồ ăn chị xong rồi em đưa cái này. Ăn đi, heo thì lắm á. Nhưng mà chị thích ăn vặt à. Trời ơi, mày ngán lắm. Giờ muốn ăn vặt đúng không? Nói anh Tấn đẹp trai đi. Tao tự mệt quá, chị chỉ để em thể hiện cái thôi. Nói Tấn đẹp trai đi rồi em làm cho. Chị đẹp. Tưởng đâu xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nó ta xếp. Đây FC. Vậy thôi hả? Cuộc đời mà dính với Tuấn sao có những cái chuyện đơn giản được. Sẽ là những món ăn vặt biến tấu từ AFC. Ghê, ăn vặt biến tấu từ AFC. Xem đi đâu biết. Em ơi đi ra ngoài ăn đi, chứ chị thấy em nói chị không có an tâm đâu. Trời, chị tin tưởng em đi, phải hạn chế những đồ ăn thức uống không healthy lại. Đẹp không? Trứng cút, có trứng cút. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao? Đại sứ, đại sứ. Em làm gì mà quy mô dữ vậy? Kéo cánh tay rồi, kia rồi. Không có đâu, đơn giản lắm. Bỏ bánh vô thôi nè. Ngày bình thường của em làm những lúc mấy giờ? Em mà ví dụ như cái ngày nào mà đi quay dậy lúc 6 giờ. Rồi cái ngày nào mà không đi quay thì dậy lúc 10 giờ. Ủa em nghĩ chị quản lý em là chị phải hiểu em chứ ta. Vậy vậy không hề quan tâm luôn hả? Ủa mấy ngày em còn đi bơi rồi này kia? Có chứ, một ngày em phải đi bơi một hai lần á. Một ngày đi bơi một hai lần? Một tuần chứ. Bơi gì mà dữ vậy, mỹ nhân ngư hay gì mà dữ vậy? Đây, chị cũng ăn phô mai lắc đúng không? Lắc thì có lắc. Lắc thì có. Ủa, nhìn hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Ăn được xíu nha. Chị. Hay quá ba. Chị đừng bao giờ chị nói từ hay trước mặt em. Tại vì em luôn là một con người như vậy. Quá. Ê, ví dụ như mà mình làm á chị, mình có thể mình ăn chung với nhau, mình đâu có nhất thiết là mình phải lấy em đem cái tô đâu, mình ăn một mình. Chị có thể đút em ăn cá được không? Ăn cá thì mình mới có kiểu mình có động lực để mình làm tiếp đó Dũng. Tại vì em cũng muốn thử bánh ngon cỡ nào á. Làm hết vậy sao? Ngon động trời á chị. Ngon quá. Ghê không, ghê không, ghê không, ghê không. Sao gì Vũ? Vũ ơi. Chị ăn rau gì? Con rau này không? Rau đầy đủ đi, giống như cái kia đi. Đầy đủ hả? Đúng rồi. Ăn rau nhiều, không quên chăm sóc sức khỏe. Hai miếng thịt hả? Ba miếng không đi cho nó ngon? Không, hai miếng thôi. Hai miếng thôi đúng không? Ừ. Chị thích vậy. Trời ơi. Thấy không? Thấy phục vụ tận răng không? Dễ thương không? Tận răng. Đó, muốn gì ở tôi nữa? Một miếng phô mai. Một miếng phô mai thôi, hai miếng đi. Không, một miếng. Không mà cái nhà hàng này kỳ cục vậy? Không được bể phô mai của người ta nha. Phải mịn màng nha. Mịn màng hả? Bị nứt một miếng phô mai nhỏ rồi kìa. Không sao. Cái phô mai này phô mai tấm lòng mà. Ăn miếng đi. Nè thương nha. Thôi nếu vậy thì cho hai cái trứng. Hai cái trứng phải không? Ừ. Ok. Rồi bây giờ Vũ cũng ăn sốt không? À sốt đi. Thì muốn sốt nha. Ừ. Nhiều không? Ở một miếng đây. Ê cái đó là rất ít luôn á. Em có phân biệt được nhiều nhiều với rất ít không? Nhiều lắm. Nhiều lên đúng không? Thôi cái đó nhiều quá rồi. Thôi nhiều đó được rồi. Ôi em ơi, giờ chút xíu luôn á Vũ. Tức quá à. Vậy bây giờ chị cũng ăn tương ớt không? Không, vậy thôi. Dạ, ok. Ê, cho mình một cái lá lên. Chị thích làm cái lá lên. Tại chị muốn ăn tương ớt cũng không có đâu. Hết rồi. Lá phải không? Là tương ớt là chỉ dành cho em thôi. Ăn luôn nha. Bây giờ chị muốn ăn cái nào? Đây, 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 đây. Chị ăn cái này luôn hả? Thôi cái này đi, cái này tấm lòng nè, nó xấu xấu. Không, chị ăn cái đầu tiên á. Cái đầu tiên nó đẹp. Còn cái này là chị ăn cái gì? Ồ,
Ví dụ ăn này đi, năn nỉ luôn á, hai em đều làm mà, chị em mắc cười quá. Ồ, năn nỉ á, thương nha. Lady first. Lady first. Ok, lady first. Nhưng mà thôi ăn hai cái đi. Trời em ơi. Dạ. Ăn đi nha. Nói gì nữa? Em ăn cái kia luôn đi, hai đứa mình cùng. Yes. Mỗi đứa một cái mà. Ok. Trời, em ăn hết 10 cái luôn hả? Em một cái hả? Trời đất ơi. Nhưng mà ngon quá. Nếu em không làm diễn viên, em muốn làm đầu bếp không ta? Không. Cái này bản thân sẽ bắt đầu thì ăn ngon chẳng rồi. Em cũng chế biến cho nó ngon hơn thôi. Nha. Nếu không làm diễn viên thì có thể bán bánh AFC nhiều được. Còn quá trời nguyên liệu, hay là để bây giờ em làm nhiều nhiều đi, lát mọi người cũng kéo qua nhà em đi xe đạp mà. Ừ, đúng rồi. Làm cho mọi người ăn luôn. Để cho bất ngờ. Ngon động trời luôn. Đúng vậy. Ghê 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 ghê. Cái này làm mở quán được rồi nha. Cái này mở quán được luôn rồi đó. Thế sao mở quán được, xếp bàn cho đẹp đẹp tí nữa là xong. Đó, nghe ngắn thẳng thớm này ngoài. Em nói với tụi Huy là hai em làm tụi nó không tin đâu. Bảo là ông Kim đi mua luôn á. Bây giờ chị ăn nữa không? Em làm nữa cho. Còn một món cuối đó. Đúng rồi. Còn món nữa. Tưng 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 tưng. Đây. Chị cho bánh, rồi chị cho một lớp và mạch nha lên. Sau đó đưa ngũ cốc lên là xong rồi đó. Tèn. Bánh thì ngon lắm nhưng chi chi xấu nha. Cái lớp mạch ăn thử. Rồi bây giờ chị ăn cái nào? Giống nhau này. Giống nhau nào, ăn nha. Vừa có ăn vặt nè, vừa có món chính nè. Mà vừa có dessert nữa. Ngon không? Thiệt sự, không tin được luôn. Nói gì nữa? Mà công nhận đúng là nghĩ ra được mấy cái này. Nghĩ ra chưa đến gì. Mấy cái này chỉ mới hay á. Hay chứ, mà nhưng mà chị ăn chị đâu thấy cái vị nó bị lặp lại đúng không? Đúng. Không có nhiều vị luôn á chứ. Công nhận, công nhận cái này là thường nhận nha. Ăn vặt mà vừa chất như vậy. Đúng rồi, ăn vặt vừa chất mà vừa có sức khỏe luôn. Trời ơi, nhìn vậy thôi anh, ngũ cốc này kia rồi hả, là có nhiều chất xơ này kia tốt lắm á. Ủa mà chị Vũ, thôi thiệt nha, trong ba món này chị thích món gì nhất? Đầu tiên nha, là AFC Lắc Phô Mai nè. Cái này là AFC Burger này. Còn này là AFC Mạch Nhà Ngũ Cốc, chị thích món nào nhất? Chấm điểm đi, chấm điểm đi. Chấm điểm hả? Để biết, để mở nhà hàng chứ không gì hết á. Theo chuyên gia nhận định. Wow. Burger 10 điểm. Burger 10 điểm. Lắc Phô Mai 10 điểm. 10 điểm. Ngũ Cốc 10 điểm. Thôi chị Vũ ơi, chị có đang có kiểu tân bốc hàng quá không? Không, chị biết sắp tới là em nên mở nhà hàng rồi đó. Nếu như mà mọi người có tò mò về những món biến tấu của FC này thì hãy tham gia ngày hội ăn vặt phải chất tuần sức khỏe thế giới của nhà hàng AFC vào tối ngày 10, ngày 11 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Biết đâu, tới đó gặp tính sao. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái clip này. Cảm ơn.